Ở đây yêu cầu chúng ta là tìm hai mũi ở đây. Chúng ta có như sau. Theo đáp án đi. Theo đáp án ở đây chúng ta khảo sát A và C. Nếu là A và C đúng thì đây là Ca CO3. Chúng ta tạo thành CO2, tức là phần này là phần nhiệt phân. Để tạo thành CaO và CO2. CaO thì ta dùng được với nước để tạo thành CaOH2 lần. Hợp lý đúng không? CaOH2 lần. Chúng ta dùng với Y. Lưu ý đây là nó tác dụng với hai tỷ lệ em nhé. Tỷ lệ 1:1 và tỷ lệ 1:2. Ở đây thầy giải thích như sau. CaOH2 lần thì em có thể ghi như thế này. CaOH OH Y ở đây. Y đây theo đáp án chúng ta có thể là NaH2O3 hoặc NaHS4. Nhưng ở đây chúng ta biết là để tạo ra X. X chúng ta là CaCO3. Như vậy buộc ở đây chúng ta sẽ chọn NaHCO3. Y là NaHCO3. Khi đó là gì? OH3 này sẽ là hydro để tạo thành nước. Canxi sẽ kết hợp với CO3 để tạo thành CaCO3. Như vậy Y1 ở đây phải là NaHCO3. Được chưa? Tương tự với bên này, Y2 chúng ta vẫn là CaOH2 lần. Khi tác dụng với 2Y, hay tức là tác dụng với 2 NaHCO3 chúng ta hiểu như thế này: 2 bazơ thì cần 2 axit để trung hòa. Như vậy khi đó chúng ta tạo thành 2 nước. Khi đó canxi sẽ kết hợp với CO3 để tạo thành CaCO3, còn natri kết hợp với CO3 để tạo thành Na2CO3. Được chưa? Người ta yêu cầu chúng ta tìm SD. Như vậy SD thỏa mãn hết ở câu A rồi. Được chưa? Em có thể xác nhận đáp án còn lại.